Thành phố Hồ Chí Minh, tài xế xe buýt và phụ xe lao xuống đường đánh nhau với tài xế công nghệ. Do mâu thuẫn, tài xế và phụ xe buýt dừng xe giữa đường, lao xuống đánh nhau với tài xế xe công nghệ. Hiện, tài xế xe buýt và phụ xe đã bị yêu cầu đình chỉ công tác để xử lý. Ngày 7 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế, phụ xe buýt thuộc hợp tác xã 19 tháng 5 đánh nhau với tài xế xe công nghệ gây bức xúc. Cụ thể, theo đoạn clip ghi lại, xe buýt mang biển số 51B30395 do một nam tài xế điều khiển. Trên xe có nhiều hành khách và một nam tiếp viên. Khi đến đoạn vòng xoay Lý Thái Tổ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe công nghệ chạy phía trước. Sau đó, tài xế và tiếp viên dừng xe xuống nói chuyện với tài xế xe công nghệ. Trong lúc nói chuyện, cả ba người xảy ra ẩu đả, đánh nhau. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh vào can ngăn, đẩy ba người ra khỏi nhau. Toàn bộ vụ việc cũng đã được hành khách đi trên xe buýt quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo giao thông, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cho biết, đơn vị đã nhận thông tin, xác minh và có yêu cầu xử lý đối với vụ việc trên. Theo đó, qua kiểm tra xác minh, vào lúc 9 giờ 25 phút ngày 6 tháng 8, ông T.D.Q, tài xế lái xe buýt số 150, tuyến bến xe buýt Chợ Lớn, Tân Vạn, do Hợp tác xã Vận tải 19 tháng 5 đảm nhận và nhân viên phục vụ là T.N.T đi đến đường Lý Thái Tổ, trước vòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ, quận 3, thì xảy ra đánh nhau với người đi đường. Hành vi nêu trên của lái xe T.D.Q và nhân viên phục vụ T.N.T vi phạm hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, được ký kết giữa trung tâm với Hợp tác xã Vận tải 19 tháng 5, gây phản cảm, bức xúc cho người dân, làm ảnh hưởng đến hình ảnh xe buýt thân thiện mà toàn ngành đang ra sức xây dựng. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng đề nghị Hợp tác xã Vận tải 19 tháng 5 tạm ngưng công tác đối với lái xe TDQ và nhân viên phục vụ TNT từ 17 giờ ngày 7 tháng 8 để xác minh, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định. Đơn vị này cũng yêu cầu Hợp tác xã 19 tháng 5 thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh đối với đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt về việc chấp hành nội quy khai thác tuyến xe buýt, quy định của pháp luật, tránh các trường hợp phản ánh tương tự. Theo đơn vị tuần đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, khoảng 4 giờ 40 phút sáng nay, chiếc xe tải biển số 64H02629 lưu thông trên cao tốc theo hướng từ Đồng Nai đi Ninh Thuận. Khi đến km 231+600 đoạn qua xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, đã tông liên tiếp vào hai xe đầu kéo chạy cùng chiều phía trước, lần lượt mang biển kiểm soát 83C-03016 và 15E-01676. Ghi nhận của phóng viên báo giao thông cho thấy, các phương tiện hư hỏng nặng, nhiều khay nhựa đựng trái cây là hàng hóa trên xe tải đổ tràn xuống đường. Vụ tai nạn làm hai người bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu. Hiện trường vụ việc là đoạn đường thẳng, mặt đường êm thuận, đầy đủ hệ thống báo hiệu đồng bộ lúc xảy ra tai nạn trời không mưa. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhân viên tuần đường cao tốc đã phối hợp với cảnh sát giao thông điều tiết giao thông để tránh ùn tắc kéo dài. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng điều động xe cứu hộ đến giải tỏa hiện trường, giao thông bình thường trở lại. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, xe khách biển số Đà Nẵng chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Nam Bắc. Trong lúc lưu thông qua cầu Bến Thủy 1, nối liền giữa thành phố Vinh, Nghệ An và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh thì đột ngột mất lái, lao lên giải phân cách cứng phân chia làn dành cho xe thô sơ và xe ô tô. Chiếc xe cày trên giải phân cách cứng khoảng 100m rồi dừng lại. Phần đầu xe phía bên phụ nằm sát với thành cầu. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có khoảng 14 người, may mắn không có ai bị thương. Theo phù hiệu trên xe, đây là phương tiện của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và dịch vụ du lịch Hải Vân. Xe chạy tuyến cố định trung tâm Đà Nẵng, Yên Nghĩa, Hà Nội và ngược lại. Hạn đăng kiểm phương tiện là tháng 4 năm 2025. Lực lượng khoảng 20 giờ 15 phút tối qua, trên địa bàn huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người thương vong. Cụ thể, tài xế Huỳnh Minh Đạt, 54 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 82H01804, kéo theo rơ móc 81R01083, di chuyển trên đường tránh Buôn Hồ theo hướng Gia Lai Đắk Lắk. Khi đến đoạn đường tránh Buôn Hồ qua xã Ea Drang, huyện Cư Mờ Ga thì xảy ra sự cố nên dừng lại. Sau khi dừng khoảng 5 phút, xe tải biển số 81C-23911 do tài xế Lê Huy Hoàng, 41 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai điều khiển, chạy tới dừng lại phía sau xe đầu kéo. Do gặp xe ngược chiều nên không thể đánh lái sang trái để tiếp tục di chuyển. Cùng lúc ô tô tải biển số 60H-04700 từ phía sau đi tới tông mạnh vào xe 81C. Hậu quả tài xế xe 60H-04700 ngụ tại Lâm Đồng tử vong tại chỗ, hai người đàn ông khác tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ việc còn khiến tài xế xe 81C và hai người khác bị thương được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cả 6 nạn nhân đều ngồi trên 2 xe tải, tất cả đều là người thu mua sầu riêng, đang trên đường đi làm về thì gặp nạn. Tại hiện trường, đầu 2 xe tải bể nát, bẹp rúm, xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ phần sau xe, cả 3 phương tiện đều còn hạn đăng kiểm. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 23 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới. Trong đó có nội dung giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất hình thức xử phạt bổ sung với lái xe dương tính với ma túy khi bị phát hiện. Ngoài việc bị phạt hành chính còn bị thu hồi giấy phép lái xe và phải sát hạch lại để được cấp khi có đủ điều kiện sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, việc nghiên cứu quy định thu hồi giấy phép lái xe khi lái xe bị phát hiện sử dụng chất ma túy trong mọi trường hợp là rất cần thiết. Ông Quyền cho rằng cần nghiên cứu đánh giá kỹ tác động để vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa phù hợp với quy định chung, đảm bảo quyền lợi kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra giấy khám sức khỏe lái xe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ cho lái xe hàng năm. Song, không phải lúc nào họ cũng kiểm soát được. Có doanh nghiệp quản lý hàng nghìn lái xe, nếu chỉ một lái xe bị phát hiện mà tước giấy phép sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động. Hiện nay các quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải đã đầy đủ, quan trọng nhất là việc kiểm tra, giám sát một cách thực chất, khẳng định doanh nghiệp không bao giờ muốn sử dụng tài xế nghiện ma túy hay uống rượu bia khi lái xe. Nhiều đơn vị vận tải đồng tình về việc phạt nặng những lái xe vi phạm. Đại diện các doanh nghiệp vận tải đề xuất có thể tước giấy phép lái xe vĩnh viễn hoặc tạm thời từ 3 đến 5 năm. Sau thời gian này, nếu tài xế có nhu cầu hành nghề phải thi sát hạch lại và phải đảm bảo điều kiện sức khỏe theo quy định. Trước mắt cần kiểm soát việc tuyển dụng đầu vào của doanh nghiệp, việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ người lái xe, đồng thời cần sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về người lái xe như sức khỏe, thông tin giấy phép lái xe, vi phạm an toàn giao thông. Từ đó doanh nghiệp có cơ sở rà soát để loại trừ tài xế có tiền sử sử dụng ma túy hoặc kịp thời sa thải nếu phát hiện. Điều này sẽ khiến các lái xe nâng cao ý thức, bởi chỉ cần một lần sử dụng ma túy bị phát hiện, có thể sẽ vĩnh viễn không được ai tuyển dụng. Những đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua, liên tiếp xuất hiện các vụ tai nạn nghiêm trọng do lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông. Mới đây, ngày 2 tháng 8, vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô xảy ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Nguyên nhân đến từ việc người điều khiển ô tô dương tính với ma túy và di chuyển lấn làn. Trước đó, ngày 16 tháng 7, vụ việc đáng tiếc xảy ra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội khiến 4 mẹ con thiệt mạng, cũng có một phần nguyên nhân từ việc lái xe gây tai nạn dương tính với ma túy. Được biết, theo thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông, 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 2.900 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Theo các chuyên gia, đây là một con số rất đáng báo động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tai nạn giao thông của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. An Giang, tàu chở hàng va chạm với phà chở khách qua sông, một xe tải bị chìm. Theo như thông tin, vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 6 tháng 8 tại bến phà Tân Trung trên sông Vàm Nao, nối huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân, An Giang. Lúc này, khi phà chở khách qua được nửa sông thì va chạm với tàu chở hàng hóa tải trọng lớn. Cú va chạm mạnh làm chiếc phà bị đẩy về phía trước. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng có một chiếc xe tải chở hàng hóa đang đi trên phà bị chìm dưới sông và đang được lực lượng chức năng trục vớt. Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang thông tin thêm, lúc xảy ra va chạm, trên phà chở ít người, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản. Gia Lai, xe tải hút xe tải ở trạm thu phí BOT, tài xế mắc kẹt trên ghế lái. Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 2 giờ 50 phút sáng ngày 7 tháng 8. Tại làn thu phí hướng từ thành phố Pleiku đi huyện Chư Sê. Thời điểm trên, tài xế Võ Huy Hoàng, sinh năm 1973, trú tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, điều khiển xe tải biển kiểm soát 29LD31164 khi vào làn thu phí đã không làm chủ được tốc độ, rồi tông vào xe tải biển kiểm soát 47H00823 do anh Nguyễn Chí Đại, sinh năm 1993, trú tại huyện Ea Hleu, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển ở phía trước cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, đầu xe tải do tài xế Hoàng điều khiển bị bẹp rúm biến dạng. Tài xế Hoàng bị mắc kẹt trên ghế lái trong cabin. Phụ xe là anh Lê Quang Trung, sinh năm 1988, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũng bị đa chấn thương.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, các nhân viên trực tại trạm BOT khẩn trương cứu người trong cabin, đồng thời điện báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ. Lực lượng cảnh sát cứu hộ khẩn trương có mặt đã dùng các thiết bị chuyên dụng cắt cánh cửa xe bên tài xế và nới rộng khoang cabin để đưa tài xế ra ngoài. Đến khoảng 3 giờ 35 phút cùng ngày, nạn nhân được đưa ra ngoài và được đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn giao thông tại trạm thu phí đã được camera an ninh tại đây ghi lại. Hiện cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc. Đại diện công ty BOT Đức Long Gia Lai cho biết, sau khi sự cố xảy ra, công ty đã khẩn trương khắc phục hiện trường để đảm bảo phương tiện lưu thông qua lại tại trạm thu phí.